Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong phần sổ tay học hôm nay sẽ gửi tới quý vị và các bạn cách giải rượu và những động tác yoga giúp cải thiện tiêu hóa. Trong mục hỏi đáp y tế, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh viêm kết mạc mùa xuân. Câu chuyện y tế cuối chương trình sẽ kể cho quý vị và các bạn về bí quyết sống thọ của các cụ cao tuổi ở xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Những ngày nghỉ Tết đã qua, song nhiều gia đình vẫn tổ chức nhiều cuộc vui đôi khi dẫn đến việc quá chén và say rượu. Để tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra ngay sau khi say rượu, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Đình Giang, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hưng Yên sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số loại thảo dược có thể giúp giải rượu hiệu quả. Kính chào quý vị khán giả. Hiện nay thì việc lạm dụng rượu trở nên rất là phổ biến trong xã hội của Việt Nam và những trường hợp ngộ độc rượu xảy ra rất là nhiều. Uống nhiều rượu quá thì người ta sẽ có những cái biểu hiện của hiện tượng ngộ độc. Một là vấn đề của tiêu hóa, như vấn đề của nôn mửa đi ngoài. Vấn đề thứ hai là ảnh hưởng đến cái chức năng của gan, người ta sẽ có thể bị mệt mỏi, thậm chí là có thể ly bì. Thứ ba là vấn đề của thần kinh. Khi uống nhiều rượu thì thần kinh sẽ bị ức chế và rất có hại cho cái hệ thống thần kinh này. Vì thế, Bệnh viện Y dược cổ truyền chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một bài thuốc có tác dụng giải rượu đối với những người lỡ quá chén trong những cuộc vui. Bài thuốc này thì có hai thành phần chính. Một là vị thuốc cát căn, tức là vị sắn dây. Hai là vị thảo quyết minh, hay chúng ta gọi là hạt nguồn. Tác dụng chính của bài thuốc này: thanh nhiệt tả hỏa, giải độc gan và nhuận tràng thông tiện. Với những trường hợp uống nhiều rượu thì chúng ta cần đào thải nó ra ngoài, và bài thuốc này có tác dụng rất là tốt. Về cách thức sử dụng, chúng ta cần hai nguyên liệu trên, mỗi vị 20g, đun trong một nửa lít nước, sắc uống. Mỗi ngày dùng 2 lần và chúng ta có thể sử dụng thêm những 2 đến 3 ngày tiếp theo. Ngoài ra, nếu chúng ta không sẵn những cái dược vật như thế này thì chúng ta có thể tìm thấy ở trong khu vực vườn nhà mình cũng có một số loại thảo dược có tác dụng giải độc gan rất là tốt. Chúng tôi xin kể đến đó là cái vị thuốc rau má, tên khoa học thì gọi là liên tiền thảo. Tác dụng của rau má thì chủ yếu là giải độc gan và thanh nhiệt sinh tân, cũng có tác dụng giải rượu rất là tốt đối với cả những trường hợp uống quá nhiều rượu. Rau má thì mình có thể xay thành nước sinh tố để mình uống, mỗi lần có thể sử dụng một nắm, nó tương đương với khoảng 30g. Mình có thể cho thêm một chút muối hoặc một chút đường để cho dễ uống hơn. Trên đây là một số loại thảo dược có tác dụng giải độc gan, tác dụng giải rượu rất là tốt với chúng ta. Và đặc biệt là những sản phẩm này rất là dễ kiếm trong khu vực vườn nhà của chúng ta. Kính chúc quý vị một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Thưa quý vị, các món ăn có nhiều dầu mỡ dễ gây nên chứng đầy bụng, khó tiêu. Để cải thiện tình trạng này, ngay sau đây huấn luyện viên yoga Vũ Thị Minh Thanh, câu lạc bộ yoga Thanh Dung, huyện Phù Cử sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những động tác yoga đơn giản, dễ tập giúp cải thiện hệ tiêu hóa. Tư thế thứ nhất, nó là tư thế tam giác. Hai chân chúng ta mở rộng ra bằng một sải tay. Hai bàn chân chúng ta song song, hướng ngón chân về phía trước. Hít vào, hai tay sang ngang. Thở ra, từ từ mở mũi chân phải về bên phải, nghiêng người sang bên phải, hạ tay phải xuống lòng bàn chân phải, có thể ngửa lòng bàn tay lên, tay trái hướng lên cao. Đối với những người mới tập, ai tốt hơn hạ cả lòng bàn tay xuống, hai vai trên một đường thẳng, mở ngực, mắt nhìn lên, đẩy hông về phía trước. Chúng ta hãy hít thở đều và giữ 5 nhịp thở. Hít vào, từ từ chúng ta đứng lên, mở mũi chân về chính diện, tay ngang bàn tay sấp. Thở ra, từ từ mở mũi chân trái, nghiêng người sang bên trái. Đối với những người mới tập, chúng ta hạ mũi tay, lưng tay lên, mắt nhìn ngón tay cái. Ai tập tốt hơn hạ cả lòng bàn tay xuống thảm, từ từ mở ngực, đẩy hông về trước, hai vai trên một đường thẳng, mắt nhìn lên, giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. Hít vào, từ từ đẩy người lên, hai tay sang ngang, mở mũi chân về chính diện. Thở ra, chúng ta buông tay xuống,
từ đi hai chân về, tư thế thư giãn. Tư thế thứ hai đó là tư thế ngồi vặn mình. Bắt đầu tư thế với tư thế ngồi duỗi thẳng hai chân về phía trước, từ từ đưa chân phải qua chân trái, hít vào vươn tay trái lên cao, mắt nhìn lên, thở ra hạ khuỷu tay trái qua gối phải, đưa tay phải ra phía sau, lưng thẳng, mở ngực, hạ cằm, mắt nhìn qua ra phía sau, đưa gối phải sang bên trái, giữ ở đây và hít thở đều trong 5 nhịp thở. Hít vào duỗi thẳng tay, vươn lên cao, mắt nhìn lên, thở ra hạ tay xuống, duỗi thẳng chân về trước. Từ từ chúng ta đưa chân trái qua gối phải. Hít vào, vươn tay phải lên cao, mắt nhìn lên, thở ra từ từ đưa tay phải qua gối trái, đưa tay trái về phía sau, giữ cho lưng thẳng, mở lồng ngực, mắt nhìn qua bên vai trái, mở ngực sang bên trái, từ từ đẩy gối trái sang bên phải, hạ cằm, mắt nhìn về phía sau, giữ ở đây và hít thở đều. Hít vào duỗi thẳng tay, từ từ vươn tay lên cao, mắt nhìn lên, thở ra hạ tay xuống, duỗi thẳng chân về trước và rung lắc đùi thư giãn, nhấc lên hạ xuống. Tư thế tiếp theo đó là tư thế con lạc đà. Mở lớp hai chân rộng bằng hông. Hít vào, từ từ lưng hông lên, hai tay lên cao, lưng thẳng, mắt nhìn lên. Từ từ xoay tay phải, xoay người sang phải, hạ tay phải vào lòng bàn chân phải. Xoay người, xoay tay trái, hạ tay trái vào lòng bàn chân trái. Từ từ đẩy hông về phía trước, lưng lồng ngực lên, hơi lưng cằm lên, mắt nhìn lên, cố gắng mở lồng ngực, giữ ở đây và hít thở đều. Hít vào, từ từ vươn tay phải lên, vươn tay trái lên, mắt nhìn lên, thở ra từ từ hạ hông về phía sau, đẩy người về em bé và thư giãn. Giữ ở đây trong vài giây, hít thở đều, thả lỏng toàn bộ cột sống. Vào mùa xuân, nhiều loại cây hoa nở và các hạt phấn hoa vô cùng nhỏ phân tán ngoài không khí. Đây là thời điểm sẽ có rất nhiều người bị mắc các bệnh về dị ứng, đặc biệt là viêm kết mạc. Bệnh gây ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt, công việc và chất lượng cuộc sống. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm về mắt. Ngay sau đây mời quý vị đến với chia sẻ của bác sĩ Hà Thị Thơ, khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Hưng Yên về nguyên nhân, cách phòng và điều trị bệnh viêm kết mạc mùa xuân. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết những cái nguyên nhân căn bản gây ra bệnh viêm kết mạc vào mùa xuân ạ. Viêm kết mạc mùa xuân là một bệnh dị ứng, có những cái đặc điểm lâm sàng thì rất là riêng biệt, thường gặp ở nam nhiều hơn nữ, thường khởi phát ở cái độ tuổi trẻ em khoảng từ 4 đến 5 tuổi và ít khi gặp ở người trên 25 tuổi. Nguyên nhân gây ra viêm kết mạc mùa xuân thì bệnh thường khởi phát khi mà cơ thể tiếp xúc với những cái tác nhân gây dị ứng như là phấn hoa này, nấm mốc này, bụi nhà, lông của súc vật thường xuất hiện trên những người có cơ địa dị ứng. Do đó mà những người bị viêm kết mạc mùa xuân thì thường có kèm theo những cái triệu chứng của các bệnh khác, ví dụ như là viêm phế quản, viêm mũi xoang dị ứng, bệnh viêm da cơ địa hoặc là dị ứng thức ăn. Xin bác sĩ cho biết những cái triệu chứng điển hình của bệnh viêm kết mạc vào mùa xuân ạ. Ngứa là cái triệu chứng mà thường gặp nhất. Ngứa thì thường xuất hiện thành từng cơn và thường vào một cái thời điểm nhất định ở trong ngày. Ví dụ như là ngứa vào buổi sáng khi mà mắt phải tiếp xúc ngay với ánh nắng mặt trời, hoặc là xuất hiện vào buổi tối. Ngoài ngứa thì còn kèm theo các cái triệu chứng như là người bệnh cảm giác là cộm mắt như có dị vật trong mắt, chói mắt, sợ ánh sáng, kèm theo giãn thị lực. Những cái dĩ mắt thì thường tiết ra nhiều dĩ dai dính kéo dài thành từng sợi. Khi mà khám thì thấy các cái dấu hiệu tổn thương tại mắt thường gặp đó là các cái nhú viêm hình đá lát. Tổn thương viêm giác mạc là tổn thương thường gặp,
Nếu bệnh tiến triển nặng hơn thì chúng ta có thể gặp là những cái ổ loét rác mạc. Thưa bác sĩ, bệnh viêm kết mạc vào mùa xuân thì có lây lan từ người sang người không ạ? Bệnh viêm kết mạc mùa xuân thì là bệnh dị ứng nên là thường sẽ không lây. Và nó thường xảy ra trên những người mà có cơ địa dị ứng. Được biết vào mùa xuân thì mọi người rất là dễ bị bệnh viêm kết mạc. Thì xin hỏi bác sĩ cách phòng và điều trị bệnh này như thế nào ạ? Các cái bệnh dị ứng nói chung thường là chưa có những cái biện pháp điều trị một cách triệt để, mà chúng ta chỉ điều trị triệu chứng tại chỗ, dùng các cái thuốc chống viêm, thuốc chống dị ứng nhỏ tại chỗ, kết hợp với điều trị thêm chuyên khoa dị ứng miễn dịch. Thường phải điều trị một cái phác đồ rất là kiên trì và lâu dài, nên bệnh nhân không nên tự ý đi mua các thuốc mà nên điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa mắt. Về phòng bệnh viêm kết mạc mùa xuân không thể phòng tránh hoàn toàn được, nhưng chúng ta có những biện pháp để có thể hạn chế cái sự tiến triển của bệnh. Những người có cơ địa dị ứng thì nên hạn chế tiếp xúc với những dị nguyên gây dị ứng như là phấn hoa, bụi nhà, nấm mốc hoặc là lông của vật nuôi. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh tay, tránh rụi tay, bẩn vào mắt. Vệ sinh nhà cửa, vệ sinh nơi làm việc. Khi đi ra đường thì nên đeo kính để hạn chế tiếp xúc với bụi. Nâng cao đề kháng bằng cách đó là chúng ta ăn đầy đủ dinh dưỡng, uống nhiều nước, tăng cường vitamin. Quý vị và các bạn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ từ lâu được biết đến là một vùng quê yên bình, có nhiều người sống thọ. Nhân những ngày đầu xuân năm mới, mời quý vị tìm hiểu về bí quyết sống thọ, giữ gìn sức khỏe của các cụ cao tuổi ở vùng đất này. Nghe giọng nói hào sảng của cụ Lương Thị Biên ở thôn Nam Sơn, xã Thiện Phiến, không ai nghĩ rằng cụ đã tròn 100 tuổi. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn hỗ trợ con cháu công việc gia đình và tự phục vụ bản thân. Hàng ngày cụ tích cực tập thể dục, chăm sóc cây cảnh, sống chan hòa với thiên nhiên, đó cũng là bí quyết giúp cụ sống thọ và khỏe mạnh. Tôi tập còn nhanh nhẹn, còn khỏe hơn những người độ 50-60 tuổi ấy. Thể dục thế này, này, sống ra này. Đầu gối đầu yếc thế này. Mùa xuân này, cụ Đào Khắc Hội ở thôn Diệt Pháp bước sang tuổi 93. Cụ bà Đào Thị Đức tròn 90 tuổi. Về hưu đã mấy chục năm nay, nhưng hai cụ không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Đối với các cụ, lao động chính là bí quyết để sống khỏe và làm gương sáng cho con cháu. Mảnh vườn rộng được cụ trồng cây ăn quả và trồng hoa, tạo cảnh quan thiên nhiên trong lành, giữ không khí gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm cũng là bí quyết của các cụ giữ gìn sức khỏe tuổi già. Sáng ra, cụ bao giờ cũng thế, dậy tập thể dục. Sau đó rồi ăn sáng đều đặn. Cụ ở nhà vẫn được con cháu về thăm nom, rồi mua sắm đầy đủ thuốc men. Và sướng nhất về cái tinh thần của cụ ấy là con cháu đều thành đạt. Cháu nào như vậy cũng đều ngoan, không có cháu nào là hư hỏng. Đấy là những cái mà cái bí quyết để cụ sống vui, sống khỏe. Xã Thiện Phiến là địa phương chú trọng giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống với những nếp nhà cổ, gia đình tứ đại đồng đường sống quây quần. Cảnh quan thiên nhiên nhiều cây xanh, ao hồ khiến không gian trong lành, dễ chịu. Toàn xã có trên 1.000 cụ cao tuổi, trong đó có 50 cụ sống thọ trên 90 tuổi. Những năm qua, chính quyền địa phương đã có nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống của các cụ cao tuổi. Chăm sóc sức khỏe cho các cụ và cái đời sống của các cụ là cái vấn đề chúng tôi phải lo hàng đầu. Thế thì hàng năm ấy, là hội người cao tuổi thì cũng có tổ chức các cái chương trình, ví dụ như mắt sáng cho các cụ, tư vấn sức khỏe cho các cụ. Chúng tôi có thành lập cái câu lạc bộ dưỡng sinh, rồi câu lạc bộ văn hóa văn nghệ. Một mùa xuân nữa đã về, tin rằng lối sống đẹp của thế hệ đi trước sẽ là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần cho con cháu, góp phần xây dựng quê hương Thiện Phiến ngày càng giàu đẹp hơn. Chương trình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.